mẹ của Sác Bình nói gì về con dâu mới Phương Oanh và con dâu cũ Đào Lan Hương? Những chia sẻ của bà Kim Hòa, mẹ của Sác Bình về con dâu mới Phương Oanh và con dâu cũ Đào Lan Hương đang thu hút sự chú ý của công chúng. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, hay thường được gọi là Sác Bình, đăng ký kết hôn tại Hà Nam, quê hương của Phương Oanh. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, Sác Bình hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Đào Lan Hương sau thời gian dài sống ly thân. Trước chuyện Sác Bình và Phương Oanh đăng ký kết hôn, mẹ của Sác Bình là bà Kim Hòa đã hạnh phúc khi con trai quyết định tìm hạnh phúc mới. Chia sẻ với báo chí, bà Kim Hòa cho biết, gia đình bà đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu con trai bà đưa bạn gái về nhà ra mắt. Kể từ lần gặp gỡ này, bà Kim Hòa và nữ diễn viên giữ mối quan hệ thân thiết, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng bà ủng hộ con trai đi bước nữa sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với hai con riêng của Sác Bình. Thậm chí, vì quý mến Phương Oanh, bà Kim Hòa còn thương cô bị oan ức. Bà Kim Hòa nói, tôi thương anh chịu oan ức, bị vu khống là người thứ ba. Điều tuyệt vời là anh rất hợp với hai con của mình, hai đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé Mây liên tục bày tỏ tình yêu với oanh, bé Jin vui khi bố và cô thành vợ chồng, gia đình tôi có happy ending khi oanh làm dâu con. Bà Kim Hòa cho biết thêm, trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành, nói năng bộc chộp nên đôi khi bị vạ miệng. Cách đây vài ngày, bà gặp rắc rối khi bị một số trang mạng lấy lại chia sẻ của mình từ 2015 rồi, bịa đặt đó là phát ngôn mới nên rất thấu hiểu những gì con dâu phải trải qua cách đây gần một năm. Bên cạnh những chia sẻ của bà Kim Hòa về con dâu mới Phương Oanh, dân tình cũng tò mò về những cảm nhận của bà về con dâu cũ, doanh nhân Đào Lan Hương. Và dân tình nhanh chóng tìm ra những chia sẻ của bà Kim Hòa về Đào Lan Hương trong một chương trình truyền hình từng lên sóng năm 2017. Chương trình nói về hành trình thành lập Học viện Sáng tạo Công nghệ Thông tin Techy của nữ doanh nhân. Thời điểm đó, bà Kim Hòa đang là mẹ chồng của Đào Lan Hương. Nói về hành trình khởi nghiệp gian nan của con dâu, mẹ Sác Bình dành nhiều lời khen và thể hiện rõ sự tự hào. Bà Kim Hòa nói, khi bắt đầu xây dựng Techy, Hương đầu tư thời gian rất nhiều, từ sáng tới tận 11, 12 giờ đêm, tôi rất thông cảm với Hương. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng khởi nghiệp khó khăn như thế thì phụ nữ nên lui về nấp sau bóng đàn ông, vì phụ nữ cũng phải có sự nghiệp của phụ nữ. Dù chỉ bày tỏ ngắn gọn nhưng nhiều người cho rằng, cách tâm sự của mẹ Sác Bình cũng đủ thấy bà rất yêu thương và thông cảm với Đào Lan Hương, tạo điều kiện để nữ doanh nhân phát triển sự nghiệp. Thời điểm này doanh nhân Đào Lan Hương và Sác Bình vẫn là vợ chồng, cả hai khi đó được nhiều người ngưỡng mộ cả trên thương trường lẫn cuộc sống đời thường vì luôn sát cánh cùng nhau. Hiện tại, doanh nhân Đào Lan Hương đang tập trung cho công việc, cho sự phát triển của Techy. Cô không nhắc tới những lùm xùm giữa cô với Sác Bình và Phương Oanh mà tập trung phát triển công việc cũng như chăm sóc, đồng hành cùng hai con. Còn về Sác Bình và Phương Oanh, ngoài công việc, cặp đôi dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Mới đây nhất, cặp đôi công khai ảnh tình tứ trên du thuyền sang chảnh. Trong ảnh, Sác Bình ăn mặc trẻ trung và có phần cool ngầu, còn Phương Oanh vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm với trang phục được cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vẹn từng đường cong trên cơ thể. Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu, sau đó lấn sân làm diễn viên. Cô ghi dấu ấn khi đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hoa Bay, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Lựa Chọn Số Phận, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân. Nữ diễn viên 34 tuổi được nhận xét là có lỗi diễn xuất bản năng, giàu cảm xúc và luôn cống hiến hết mình cho vai diễn. Song, Phương Oanh cũng có không ít anti-fan bởi nhiều lần cô đáp trả thẳng thừng với khán giả khi khán giả chê cô về diễn xuất hay chê về cách ăn mặc trong phim. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1980 là một trong những gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ, Sắc Tanh Việt Nam vào năm 2019. Phương Oanh và Sắc Bình lộ tin hẹn hò vào tháng 8 năm 2022. Ngay sau đó, cả hai xác nhận đang có mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, Sắc Bình vẫn đang là vợ chồng hợp pháp với Đào Lan Hương. Mặc dù nam doanh nhân cho biết rằng anh đã ly thân với vợ nhiều năm và đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, nhưng chuyện tình cảm của Sắc Bình và Phương Oanh không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Phương Oanh còn bị cho là người thứ ba chen chân vào gia đình bạn trai. Trước phản ứng căng thẳng của cư dân mạng, Phương Oanh và Sác Bình vẫn mặn nồng bên nhau, khẳng định đến với nhau bằng tình yêu chân thành. We've always trusted.